Tôi là một bác sĩ rất đặc biệt. Rốt cuộc cậu đang làm gì? Bác sĩ nhỏ. Bác sĩ là hét lên với tôi. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt. Tôi đang đi kiểm tra phòng bệnh. Tôi đã làm sai điều gì sao? Bác sĩ Lục dừng lại. Viger y y sau nói. Nếu cậu muốn trụ lại đây, tốt nhất là nghe lời tôi. Tôi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi. Chỉ là tôi hơi căng thẳng. Vì gần đây có quá nhiều ca ngừng tim trong bệnh viện. Không khí có phần căng thẳng. Vậy nên bác sĩ Vương nói. Bác sĩ Vương nói gì không quan trọng. Bác sĩ La nhổ một ngụm nước bọt. Đây không phải là phòng bệnh của ông ấy, đây là của tôi. Tôi lại gật đầu. Vâng, vâng. Bây giờ cậu định đi kiểm tra phòng bệnh à? Bác sĩ La nhớn mày. Nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Cậu có phải là bác sĩ gây mê không? Bác sĩ La hỏi. Tôi cúi đầu. Không phải. Vậy thì việc này không phải chuyện của cậu. Tôi sẽ quyết định khi nào và làm thế nào để kiểm tra. Cậu đi nghỉ trước đi. Tôi sẽ tiếp quản ở đây. Tôi gật đầu. Rồi vội vàng rời khỏi phòng. Tôi gặp vài đồng nghiệp bác sĩ trong phòng nghỉ. Cũng là bác sĩ tập sự. Họ đang phàn nàn về bác sĩ La. Cơ vẻ không chỉ mình tôi không thích ông ta. Tôi nghĩ ông ta bị áp lực tinh thần quá lớn. Tiểu Lệ nói. Bác sĩ La luôn nghĩ rằng bác sĩ Vương đang chống lại ông ấy, ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến của ông ấy. Ông ta rất đa nghi. Gần đây có quá nhiều trường hợp cấp cứu tim ở bệnh viện. Nếu không kiểm soát được, tôi nghĩ sẽ có người đến điều tra. Anh ấy lúc nào cũng tự mình làm mọi thứ. Tiểu Mã phàn nàn. Anh ấy quá thích kiểm soát. Chúng tôi không thể tích lũy kinh nghiệm. Những việc nhỏ nhặt nên để chúng tôi làm. Chúng tôi đều hơi căng thẳng. Số lần ngừng tim trong phòng bệnh ngày càng nhiều. Điều này không tốt cho bất kỳ ai trong chúng tôi. Tôi không muốn sự nghiệp của mình bị cản trở ngay từ khi bắt đầu. Tôi không nói rằng tôi nghĩ mình có lỗi. Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác. Than phiền ở đây cũng chẳng ích gì. Tôi cảm thấy bất an. Tôi nghĩ rằng mình nên quay lại làm việc. Vì vậy, tôi quay trở lại phòng bệnh mà tôi đã bị đuổi ra khỏi. Tôi lang thang trong hành lang. Tôi nhìn lén bác sĩ La qua một cửa sổ nhỏ. Ông ấy đang kiểm tra dây chuyền tĩnh mạch của bệnh nhân trong phòng. Nhưng điều mà tôi nhìn thấy tiếp theo khiến tôi kinh ngạc. Ông ấy nhìn quanh quất. Nhân lúc bệnh nhân đang ngủ, ông ấy cẩn thận tìm một loại thuốc vào túi của một bệnh nhân. Ông ấy suýt phát hiện ra tôi. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Những suy đoán của tôi đã trở thành sự thật. Bác sĩ La đang can thiệp vào việc điều trị bệnh nhân. Điều này có thể liên quan đến sự gia tăng các ca ngừng tim trong phòng bệnh. Tôi không muốn chấp nhận sự thật này. Tôi phải nói với đồng nghiệp về việc này. Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Tôi giật mình. Một bóng dáng đáng sợ xuất hiện ở cửa. Bác sĩ La tươi cười. Ông ấy hiếm khi cười vui như vậy. Tiểu bác sĩ Tiêu, cậu tìm tôi. Tôi run rẩy. Tôi. À. 10 phút trước tôi mới bảo cậu nghỉ ngơi. Sao cậu lại quay lại sớm thế? Thế cậu quay lại từ lúc nào? Tôi lặng lẽ nhìn vào mắt ông ấy. Hai con người đen đầy ác ý nhìn chằm chằm tôi. Khi các bác sĩ khác phàn nàn về ông ấy. Tôi luôn chọn tin tưởng anh ấy. Nhưng bây giờ, tôi đã phát hiện ra bí mật của anh ấy. Tôi liếc nhìn tay anh ấy. Tôi nhìn thấy anh ta, thứ mà anh ấy đã tiêm vào băng truyền tĩnh mạch. Nhãn trên đó ghi là bupivacaine. Một loại thuốc gây tê thần kinh. Thuốc này không nên dùng cho những bệnh nhân đó. Tôi sau này mới biết được. Nếu kết hợp với thứ khác, nó có thể tạo ra một hỗn hợp chết người. Hỗn hợp này có thể gây suy tim ở bệnh nhân. Bác sĩ Giao, tôi muốn hỏi anh một câu. Anh quay lại từ khi nào? Tôi có chút việc. Tôi sẽ đi qua bên kia trước. Tôi nói nhỏ. Mặt tái nhợt như giấy. Nghĩ lại bây giờ, lẽ ra lúc đó tôi nên giữ bình tĩnh. Không để anh ấy nhận ra sự sợ hãi của tôi. Nơi ghét kia giấu đi nỗi sợ trong mắt tôi. Nhưng lúc đó, tôi đã không nghĩ được nhiều như vậy. Hành động của tôi xuất phát từ bản năng sinh tồn. Và bản năng đó, KHNG kích thích tư duy logic của tôi. Tôi có thể cảm nhận từ ánh mắt của bác sĩ Lô rằng anh ấy biết tôi đã biết. Khi tôi quay lưng bỏ chạy, anh ấy lập tức nắm lấy cổ tay tôi, nở một nụ cười khó quên. Đầy ẩn ý. Em chẳng thấy gì cả.
Anh ấy ghé sát tai tôi, thì thầm. Tất cả chỉ là tưởng tượng của em thôi. Làm ơn, hãy thả tôi đi. Tôi sẽ không nói ra đâu. Tôi nói nhỏ. Cố gắng thoát khỏi sự khống chế của anh ấy. Bác sĩ Giao, đây không phải lỗi của anh. Là lỗi của tên bác sĩ quăng vụng về. Hắn muốn tôi bị sa thải. Tôi sẽ tìm cách xử lý hắn. Hắn luôn tìm cách chiếm lấy phòng bệnh này. Nếu đã vậy, tôi sẽ chiều theo hắn. Khi có người đến điều tra, họ sẽ ghép nối tất cả những manh mối này lại. Bác sĩ Vương sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Ông ấy muốn đấu với tôi cũng sẽ không để ông ta yên. Tên điên đó. Buông tôi ra, đồ điên. Anh nhầm rồi, tôi còn tỉnh táo hơn nhiều người ở đây. Bác sĩ trẻ, tôi sẽ cho cô xem thứ này. Ông ấy vừa cười vừa nói. Ông ấy kéo tôi vào phòng bệnh. Tôi hét lên cầu cứu. Sau đó, ông ấy kéo tôi vào giường truyền tĩnh mạch của bệnh nhân. Tôi và ông ấy giằng co. Ông ấy xắn tay áo đồng phục của tôi lên, chuẩn bị cắm kim truyền vào tay tôi. Để cô cũng nếm thử cảm giác này. Ông ấy vừa chuẩn bị. Năm bờ cười khúc khích. Không lâu sau, tôi được cứu. Một bảo vệ đang tuần tra ngoài hành lang, nghe thấy tiếng ồn ào. Anh ta chạy vào phòng, khiến bác sĩ La giật mình. Hai người đánh nhau. Tôi nhân cơ hội chạy ra ngoài, tìm người giúp đỡ. Cuối cùng ông ấy bị khống chế. Bác sĩ La chưa bao giờ đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành vi của mình. Ông ấy chỉ nói đó là một thí nghiệm. Ông ấy muốn thử xem cơ thể người không được chăm sóc có thể chịu đựng thuốc này bao lâu. Nhưng sau đó ông ấy lại nói, muốn xem tình trạng này mất bao lâu để mọi người ở đây phát hiện. Rất tốt, bác sĩ trẻ. Khi bị kéo đi, ông ấy nhìn tôi nói, và nở một nụ cười nham hiểm.